Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau học về cách nói được ai đó làm chấm chấm cho. Thế thì chúng ta vừa nói xong itadakimasu rồi, bây giờ chúng ta chỉ thêm vt itadakimasu thôi. Nó cũng giống như là gì? Vt moraimasu, nhưng ở đây là gì? Chúng ta đi với tôn kính ngữ. À, chúng ta đi với itadakimasu desu ka? Cách thức sẽ như sau. Danh từ chỉ người nhí đi với nani nani o vt itadakimasu mang ý nghĩa là gì? Thể hiện cái lòng biết ơn của người được nhận cái hành vi mà ai đó làm cái gì cho mình. Bản chất thì vt itadakimasu chính là khiêm nhường ngữ của vt moraimasu, khiêm nhường ngữ, hạ mình xuống để thể hiện lòng tôn kính. Watashi wa, tôi, ue no hito ni, với cái người cấp trên thì sẽ đi với vt itadakimasu. Với bạn bè, kazoku, gia đình, chi chi, ha ha, vân vân, thì khi đó sẽ vt moraimasu. Đi với shita no hito là người cấp dưới của mình thì sẽ vt moraimasu i desu ka. Như vậy vt itadakimasu chỉ sử dụng với ue no hito là người ở phía trên mình thôi. Cấp trên i desu ka, người trên lớn tuổi. Ví dụ, watashi wa bucho ni pasokon o katte itadakimashita. Tôi được trưởng phòng mua cho cái pasokon máy tính i desu ka. Còn với bạn bè là gì? Watashi wa tomodachi ni nihongo no hon o kashite moraimashita. Tôi mượn sách tiếng Nhật của bạn hoặc từ bạn i desu ka. Watashi wa kodomo ni ei o kaete moraimashita. Tôi được làm sao? Bọn trẻ vẽ cho bức tranh i desu ka. Kaimasu, kaku. Kakimasu, kaku là vẽ. Kaku là vẽ. Hoặc watashi wa sacho ni kikai no chikaikata o oshiete itadakimashita. Ở đây là sacho đúng không? Tôi được giám đốc dạy cho cái cách sử dụng của máy móc i desu ka. Watashi wa kanojo ni mafura o ande moraimashita. Tôi được cô ấy làm sao? Đan cho cái khăn đúng không ạ? Watashi wa kodomo ni e hagaki o tsukute moraimashita. Tôi được làm sao? Bọn trẻ e hagaki là gì đây? Kore wa e hagaki desu. Làm cho bức tranh i desu ka? Watashi wa sensei ni nihongo o oshiete itadakimashita. Tôi được cô giáo dạy cho tiếng Nhật i desu ka? Watashi wa kareshi ni yubiwa o katte moraimashita. Tôi được anh ấy mua nhẫn cho đúng không ạ? Watashi wa ototo ni takoyaki o tsukutte moraimashita. Kore wa takoyaki desu. Món rất là nổi tiếng. Các bạn hãy tra takoyaki nó là cái gì nhỉ? Hoặc watashi wa sacho ni ekimade mukae ni kite itadakimashita. Tôi được giám đốc đến tận ga để đón i desu ka? Watashi wa tomodachi ni shiryou o okutte moraimashita. Tôi được bạn gửi cho tài liệu i desu ka? Thưa cả, watashi wa meshita ni, đây là cấp dưới, shiryou o kopi shite moraimashita. Photo cho